Ok, bài 11, bài 10 thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nhánh mới là nhánh develop. Nhánh master chúng ta đóng băng nhé. Bao giờ cái nhánh master của chúng ta nó tức là chúng ta release cái sản phẩm go live lần đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ mở ra nhánh master. Còn đến từ bây giờ chúng ta sẽ chỉ làm việc trên nhánh develop thôi. Nhánh develop là đại diện cho nhánh phát triển, nó sẽ là điểm đầu tiên. Còn cứ mỗi lần release master thì chúng ta mới mở nhánh code mới nhất đến master. Đó chính là cái cách làm việc. Nó sẽ tạo cái nhánh mới lesson. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra nhánh bài 10 đúng không? Bài 10 của chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ init ra cái các bạn nhớ các bạn đã cài sẵn cái gì nhỉ? Cái TSC tức là Java TypeScript trừ G trong cái bài cấu hình phát triển môi trường phát triển rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ lesson 9 đúng không? Lesson 10. 10 chúng ta sẽ dùng cái tsc.init. Ok, tsc. Bởi vì cái trong cái dự án này chúng ta viết là dạng TypeScript cho nên các bạn sẽ phải cấu hình cái tsc tức là TypeScript compiler để nó biên dịch. Thực ra chúng ta viết, chúng ta develop thì chúng ta develop ở trên TypeScript nhưng mà khi chạy thì nó sẽ phải biên dịch ra JavaScript thuần. Cho nên chúng ta sẽ phải cấu hình cái việc là nó sẽ biên dịch trực tiếp và compile trực tiếp cái TypeScript sang. Thì chúng ta sẽ khởi tạo cái đấy, nó sẽ tạo ra file ts.config.json để nó config các cái tham số để cho chúng ta biên dịch. Đó. Ts.config init đúng không? Nó sẽ sinh ra file này. File này có rất nhiều các tham số. Cái file này, cái link file này nó rất nhiều các loại tham số nó ghi đây. Các bạn có thể xem cái readme. Reference. Đó, các bạn nhìn cái file typescriptlang.org đây. Thì chúng ta chỉ để ý một số các cái thuộc tính. Ví dụ target của chúng ta sẽ là ES6. Đó. Module của chúng ta sẽ cần là common JS tức là cái chuẩn mà chúng ta compile ra thì sẽ là common JS. Đây còn sẽ giải thích hết tất cả cho các bạn. Root audio tức là thư mục ra, thư mục biên dịch ra ấy thì mình sẽ để là thư mục dist từ thư mục gốc là dist nằm ở thư mục gốc. Còn thư mục chính của nó sẽ là thư mục suộc src. Root deal thì đương nhiên là cái thư mục gốc của dự án rồi đúng không? Đó. Ngoài ra chúng ta có Declaration strict thì cho phép luôn luôn kiểm tra type no any tức là không cho phép sử dụng cái any ở bất cứ đâu thì thỉnh thoảng đã dùng. Ok còn những cái khác ví dụ như là type cái này khai báo thêm các cái kiểu module resolution tức là chỉ ra cái chiến lược mà chúng ta nó tìm ra cái module viết bằng mode là có hai mode là node và classic thì bây giờ chúng ta sẽ dùng mode là node.js đúng không? Sẽ là node. Ngoài ra thì chúng ta cũng tạo ra suộc map. Suộc map có nghĩa là cái file map và file chấm map ấy. Nó map giữa cái file TypeScript và ra file JavaScript. Đây, suộc map là true. Ok. Tab này. Ok đấy. Rồi chúng ta có trick là true es module. Rồi base url, chúng ta có base url. Base url thì chúng ta sẽ có một thư mục suộc của nó làm thư mục base luôn. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có các cái khác đây experimental thì để chúng ta khai báo các cái decorator cho ES7. Ok rồi, cái file này các bạn cứ để nguyên thế đi. Đấy đấy chính là chúng ta config cái file TS nha. Bây giờ chúng ta sẽ commit cái này lên đúng không? Add TS config
mình thích giới thiệu cho các bạn từ đầu đến cuối này thì các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ trong cái việc là tạo template từ đầu. Nó sẽ từ không, nó sẽ dễ hơn. Các bạn nhìn nhá, trong cái nhánh này sẽ có nhánh số lesson 10 và envelope. Thì các bạn có thể lấy tham khảo code ở đây. Lệnh mình đã ghi sẵn đây rồi đúng không? Ok.